Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi tháng 3 âm lịch của người tuổi Tuất. Xem tử vi vận trình tháng 3 năm 2019 âm lịch, tuổi Tuất phạm cục diện tương xung thái tuế, sức khỏe giảm sút mạnh, cần hết sức lưu ý. Công việc gặp nhiều trở ngại, nội bộ công ty, cơ quan có sự thay đổi khiến không khí nơi làm việc lúc nào cũng căng thẳng, ngột ngạt. Vì thế mà hiệu quả công việc giảm sút. Tài vận kém sắc, có hiện tượng phá tài rõ ràng, cần lấy tích lũy làm trọng. Chi tiêu cân nhắc hợp lý, tránh lãng phí, kẻo rơi vào tình trạng vay mượn rồi đại hao gây hao tán tiền của. Khác với tử vi tháng trước, tháng nay chuyện tình cảm không thuận, tình yêu dễ đứt gánh giữa đường do âm sát hung tình ngấm ngầm hãm hại. Nếu duy tâm, tuổi Tuất nên tìm hiểu kỹ vấn đề này, tích đức hành thiện để cải thiện duyên số. Tử vi tuổi Tuất tháng 3 năm 2019 âm lịch, sự nghiệp. Xem tử vi 2019, tài vận tháng 3 âm lịch của người tuổi Tuất nên chuẩn bị một tinh thần thật mạnh mẽ để đối mặt với những trở ngại trong công việc. Sẽ có những khó khăn mà bạn không thể nào lường trước hết được. Bên cạnh đó, những thay đổi bất lợi cho bạn, nhất là cho những ai chuyển việc, môi trường mới khiến bạn cảm thấy ngột ngạt, căng thẳng và rất khó thích nghi. Không khí ở chỗ làm của đa số người tuổi Tuất không được thoải mái như trước, điều này tác động phần nào tới hiệu quả công việc của bạn. Bạn không thể nào tập trung khi tâm trí cứ rối bời, vì thế thay việc cố ngồi ở bàn làm việc thì bạn nên đứng lên đi lại thường xuyên hơn. Nếu bạn và đồng nghiệp có hiểu nhầm nào đó thì hãy thẳng thắn nói ra, tránh trường hợp để mọi chuyện đi quá xa, chẳng ai còn tin ai, khiến công việc trở nên đình trệ. Tử vi tháng 3 năm 2019 âm lịch của tuổi Tuất, tài lộc. Tháng 3 năm 2019, con giáp tuổi Tuất chớ vội làm ăn lớn và không nên đưa ra những quyết định quan trọng trong thời gian này. Xem lịch vận niên năm 2019, tài vận kém sắc nên thu nhập chính của bạn vẫn là việc làm công ăn lương hiện tại mà thôi. Các khoản đầu tư lúc này có dấu hiệu đi xuống. Thay vì tiêu xài như trước đây, bạn hãy cân đối lại và chỉ tiêu trong một giới hạn nhất định. Có hiện tượng phá tài rõ ràng, cần tới lấy tích lũy làm trọng. Xem tử vi năm 2019 tuổi Tuất, ảnh hưởng của đại hao gây hao tán tiền của, nên bạn có thể phải chi một khoản lớn. Nếu như trước đây không có tiền tiết kiệm thì lúc này khá chật vật. Tiền tiết kiệm không chỉ đề phòng lúc bạn gặp khó khăn mà nó còn đảm bảo tương lai cho bạn, vì thế nên nghiêm ngặt hơn trong việc này. Tử vi tuổi Tuất tháng 3 năm 2019 âm lịch, tình duyên. Xem tử vi khoa học, vận trình tình duyên của con giáp tuổi Thân không được suôn sẻ, bạn mệnh nên hiểu điều gì càng cố nắm giữ, càng dễ bị vượt qua tay. Tình yêu không phải là tất cả, bạn nên cân bằng thời gian của mình cho các mối quan hệ. Nếu bạn gò ép đối phương quá, họ sẽ cảm thấy ngạt thở, khó chịu và dần xa bạn đấy. Do âm sát hung tinh ngấm ngầm hãm hại nên có nhiều cặp đôi có nguy cơ chia ly, ly thân, ly hôn trong thời gian này. Khi không còn sự đồng điệu trong tâm hồn, hai người cảm thấy gượng ép và không thể nào tiếp tục mối quan hệ này được nữa. Đừng đổ tại duyên số mà xem lại cách hành xử của mình để rút kinh nghiệm cho những mối quan hệ trong tương lai. Ngoài ra, để mọi vấn đề trong cuộc sống trở nên thuận lợi hơn, bạn cũng tìm cách giúp đỡ mọi người nhiều hơn. Cảm thấy mình có ích thì bạn cũng giải tỏa được tâm trạng hiện tại. Hơn nữa, tích đức hành thiện cũng là cách để cải thiện duyên số. Tử vi tháng 3 năm 2019 âm lịch tuổi Tuất, sức khỏe. Do phạm cục diện tương xung thái tuế nên người tuổi Tuất không thể nào chủ quan về vấn đề sức khỏe của mình như trước. Dấu hiệu thể lực giảm sút mạnh, vì thế bạn mệnh nhớ chăm chỉ tập luyện để tăng sức đề kháng cho bản thân. Một số triệu chứng bệnh thường gặp như bốc hỏa, nóng trong, táo bón, ăn uống không ngon. Một lý do khác khiến bạn gặp tình trạng này đó là tâm trạng không được tốt. Hãy xem phim 2, video 2 để cải thiện tâm trạng và bên cạnh đó bạn mệnh có thể ăn thêm rau xanh, những loại quả mọng nước và giúp hạ nhiệt. Dù thích đồ ăn ngọt nhưng bạn cũng nên hạn chế và cắt giảm dần vì đó là nguyên nhân gây ra khá nhiều bệnh tật về lâu về dài. Đừng quên theo dõi tử vi hàng ngày của 12 con giáp trên kênh Lịch Nghề Tốt để có được những lời khuyên hữu ích về sức khỏe nhé. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tuất. Mậu Tuất, Mộc, Nam Thái Âm, Nữ Thái Bạch. Khẩu quyết, tử vi tháng 3 năm 2019 âm lịch, tuổi Tuất không nên đề cao cái tôi quá. Quý nhân, Hợi, Mùi, tiểu nhân, Tí, Mão, màu sắc may mắn, bạch kim, cam, cảnh Tuất, kim, nam thái dương, nữ thổ tú. Khẩu quyết, tập trung chăm sóc sức khỏe đi nào. Quý nhân, Sửu, Thìn, tiểu nhân, Ngọ, Dậu,
màu sắc may mắn, đen, nâu. Nhâm Tuất, Thủy, nam Thổ Tú, nữ Vân Hán, khẩu quyết không nên cố chấp trong tình cảm. Quý nhân, Mão, Mùi, tiểu nhân, Tí, Sửu, màu sắc may mắn, đỏ, xám. Giáp Tuất, Hỏa, nam Thái Âm, nữ Thái Bạch, khẩu quyết hãy biết buông tay khi cần. Quý nhân, Thìn, Ngọ. Tiểu nhân, Tị, Dần, màu sắc may mắn, hồng, trắng. Bính Tuất, Thổ, nam Thái Dương, nữ Thổ Tú, khẩu quyết suy nghĩ lạc quan về mọi việc. Quý nhân, Hợi, Dậu. Tiểu nhân, Tý, Sửu, màu sắc may mắn, tím, xanh tím than. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Mời các bạn tiếp tục theo dõi tử vi tháng 3 âm lịch năm 2019 của 12 con giáp được cập nhật liên tục trên kênh Lịch Ngày Tốt nhé. Đừng quên đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất và hữu ích nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.